Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Năng lượng xanh phát sóng trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, cuộc sống của người dân nông thôn đã và đang thay đổi kể từ khi hệ thống lưới điện được hoàn thiện và nâng cấp. Nguồn điện ổn định và an toàn không chỉ giúp người dân đổi mới sản xuất mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngành điện đã, đang và sẽ làm gì để hạ tầng điện nông thôn được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa? Đó sẽ là nội dung quan trọng có ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin năng lượng đáng chú ý trong tuần qua. Tổng công ty điện lực miền Trung EVN-CPC đã triển khai kế hoạch toàn diện để nâng cao an toàn sử dụng điện. Đến cuối năm 2024, hơn 71.000 khách hàng có nguy cơ cao về cháy nổ sẽ được kiểm tra và hướng dẫn, với hơn 48.000 khách hàng còn lại trong năm 2025. Tính đến nay, 13 công ty điện lực khu vực miền Trung Tây Nguyên đã thực hiện kiểm tra và tuyên truyền cho gần 120.000 khách hàng. Các đội kiểm tra bao gồm khu trọ, khu tập thể, nhà ở kết hợp sản xuất và nhiều cơ sở khác. Ngoài việc kiểm tra, EVN-CPC cũng chú trọng tuyên truyền qua website và ứng dụng EVN-CPC CSKH. Tổng công ty còn sử dụng các chương trình cảnh báo sản lượng điện bất thường để phát hiện sớm nguy cơ chạm chập dây dẫn, góp phần phòng ngừa sự cố và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký quyết định thành lập tổ công tác rà soát các vướng mắc pháp lý trong triển khai dự án điện, chỉ đạo phối hợp hoàn thiện dự án luật điện lực sửa đổi và các luật có liên quan. Tổ công tác được huy động lực lượng tham gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, soạn thảo, sửa đổi các nội dung của luật điện lực, đảm bảo chất lượng, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế và sự phát triển của ngành trong tương lai. Tổ công tác trực tiếp báo cáo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn để chỉ đạo theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Phó Thủ tướng báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức công bố thông tin kêu gọi các nhà đầu tư đến đầu tư vào dự án nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư 2,15 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, dự án nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập sẽ được triển khai tại thôn Đồng Minh và thôn Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Nhà máy có công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư khoảng 2,15 tỷ đô la Mỹ. Quy mô đầu tư xây dựng dự án bao gồm các hạng mục nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 210-360 hectare. Nhu cầu nhiên liệu khí LNG của dự án khoảng 1,15 triệu tấn một năm. Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập là một trong những dự án nguồn điện quan trọng. Dự án dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn trước năm 2030. OPEC Cộng đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện đến cuối tháng 11 năm 2024, trì hoãn kế hoạch tăng nguồn cung trong bối cảnh giá dầu thô suy giảm. Truyền thông khu vực cho biết, 8 quốc gia thành viên OPEC Cộng gồm Ả Rập Saudi, Nga, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, Oman sẽ duy trì mức cắt giảm 2,2 triệu thùng một ngày trong 2 tháng tới. OPEC Cộng cũng cho biết sẽ áp dụng linh hoạt thỏa thuận này tùy theo điều kiện thị trường. Quyết định này đảo ngược kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 10 được thông báo tại cuộc họp tháng 6. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, biện pháp này có thể chưa đủ để hỗ trợ giá dầu do lo ngại về nhu cầu suy yếu. Đây không phải là lần đầu tiên OPEC Cộng gia hạn cắt giảm sản lượng nhằm hỗ trợ giá dầu. Tháng 6 vừa qua, nhóm này đã quyết định gia hạn mức cắt giảm sản lượng 2,2 triệu thùng một ngày cho đến cuối tháng 9 năm nay. Malaysia có thể đi đầu trong việc cải tiến sản xuất hydrogen từ chất thải ở khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, việc biến chất thải thành hydrogen cũng là cách giúp quốc gia này tăng sản lượng hydrogen. Việc sản xuất hydrogen tại bang Sarawak của Malaysia đang được xem xét vì Malaysia nhắm đến việc trở thành một trong những nền kinh tế hydro hàng đầu thế giới vào năm 2050. Một trong những phương pháp tiềm năng là phân lập hydrogen từ rác thải. Malaysia đang đối mặt với vấn đề rác thải ngày càng gia tăng với khoảng 39.000 tấn rác thải một ngày. Chất thải thực phẩm, nhựa và chất thải công nghiệp như từ ngành dầu cọ là những nguồn chính. Hiện tại, chi phí sản xuất hydrogen xanh cao hơn nhiều so với nhiên liệu hóa thạch. Việc xây dựng cơ sở sản xuất, lưu trữ và vận chuyển hydrogen cũng cần đầu tư lớn. Tuy nhiên, với những tiến bộ trong công nghệ, chắc chắn sẽ có nhiều cách phân lập hydrogen hơn. Xuất khẩu khí đốt của Na Uy tăng vọt trong năm nay với việc giao hàng qua đường ống tới châu Âu tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Sự gia tăng xuất khẩu mạnh mẽ trong năm nay diễn ra sau thời gian tạm lắng vào năm 2023 và đưa Na Uy trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu châu Âu. Gasco, nhà điều hành hệ thống của Na Uy, báo cáo rằng 70,2 tỷ mét khối khí đốt đã được giao vào cuối tháng 7, so với 64 tỷ mét khối trong cùng kỳ năm ngoái. Nếu xu hướng này tiếp tục, Na Uy có thể tiến gần hoặc thậm chí vượt qua kỷ lục 117,4 tỷ mét khối vào năm 2017. Hệ thống xuất khẩu khí đốt của Na Uy, một mạng lưới đường ống dài 8.800 km, cung cấp khí đốt cho Bỉ, Anh, Pháp, Đức và Đan Mạch, có vai trò quan trọng đối với sự ổn định năng lượng của châu Âu. Nó cũng là rất quan trọng với Na Uy, với 90% lượng khí đốt xuất khẩu được vận chuyển qua đường ống. Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện lưới điện nông thôn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các vùng nông thôn. Khi lưới điện được đầu tư đúng mức, người dân không chỉ được sử dụng nguồn điện an toàn, ổn định, mà còn góp phần vào việc hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống. Minh chứng cho điều này có thể thấy rõ tại Quảng Ngãi, nơi một xã đã hoàn tất bàn giao lưới điện từ hợp tác xã nông nghiệp cho công ty điện lực. Công ty đã đầu tư nâng cấp, xây dựng thêm trạm biến áp, giúp 100% hộ dân được mua điện trực tiếp, cải thiện đáng kể sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trước kia khi sử dụng điện do hợp tác xã nông nghiệp Bình Hiệp quản lý, gia đình bà Trần Thị Thu phải dùng ổn áp điện. Đầu năm 2024, gia đình bà không còn dùng ổn áp nữa. Bà Thu có thể sử dụng ổn định mọi thiết bị điện trong gia đình. Lúc trước ép mía là nó hay có trở ngại, chứ còn ép là nó hay đứng. Nó khó ép lắm, ép này tôi nó đứng biết là cô mất công, không thể khách hàng họ chờ cô là cực lắm. Nhà mà có điện lực, bác điện lực á, cô xe nội điện của điện lực, cô ép cô thấy bình thường, không xoáy. Nói chung là không đứng, không ép vẫn bình thường hết. Ủa, hồi xưa là có đốn, có tiệc gì đó là cuộc chạy không nổi nè, má hốt không được, có dùng nó đi. Bây giờ thì từ lúc họ thế xuống này thì thấy tất cả những cái dụng cụ trong nhà đều nó hoạt động tốt hơn. Tại xã Bình Hiệp, điện lưới của hợp tác xã Điện Bình Hiệp sau nhiều năm vận hành, dây dẫn, trạm biến áp, cột điện đã xuống cấp nhưng không được đầu tư cải tạo, gây tổn thất điện năng. Người dân sử dụng điện chất lượng thấp, không ổn định, nhưng chi phí tiền điện hàng tháng lại cao do tổn thất điện lớn. Trước đây, ở khu vực này, lưới điện, người dân kéo về nhà rất là xa, có thể là người hơn 300 mét, có thể người trên 500 mét. Sau khi mà tiếp nhận cái lưới điện xã Bình Hiệp, thì công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng có đầu tư có các trạm biến áp vào tâm phụ tử và đồng thời kéo những cái tuyến dây hạ áp đến gần nhà khách hàng, thì người dân hiện tại đang sử dụng điện rất là ổn định. Thì Bình Hiệp là một xã mới được tiếp điện lực tiếp nhận từ hợp tác xã nông nghiệp Bình Hiệp, do đó chất lượng lưới điện ở khu vực này nó chưa tốt. Thì về trong cuối đầu năm bốn thì đã đầu tư đóng điện 3 trạm biến áp gồm có Bình Hiệp 7A, Bình Hiệp 10 và Bình Hiệp 11, thì tổng dung lượng khoảng 400 kVA và xây dựng khoảng gần 4 km đường dây hở. Thì sau khi đóng điện xong thì ngành điện đã thực hiện xong công tơ từ lưới cũ qua lưới mới. Những năm trước đây, hệ thống lưới điện nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện Bình Sơn thiếu đồng bộ, nhất là lưới điện do hợp tác xã quản lý nên không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Sau khi tiếp nhận, Điện lực Bình Sơn đã lập phương án đầu tư hàng năm khoảng 30 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đồng bộ lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, chất lượng cho người dân. Hồi xưa là điện kia là hết trời sấm sét là cấp mắc, cấp không có điện giờ. Bây giờ là thấy cô thấy sấm sét mà điện nó vẫn ổn. Trước kia đường dây nó cũ hơn, thì khi dông sét nọ thì nó chậm chậm nhiều. Nay là thường hay mình sẽ nó mất điện. Còn bây giờ mình đã tha mái một số đoạn đường dây rồi, mình di dời những công tơ về gần nhà rồi, thì cái lưới điện nó ổn định, nó không còn bị chậm chậm nữa thì nó ra ít mất điện đi. Theo người dân thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, trước kia muốn bơm nước thì không được nấu cơm, mà nấu cơm thì không bơm nước. Đến nay bà con có thể yên tâm sử dụng các thiết bị điện trong gia đình, đặc biệt có thể bơm nước, tưới nước cây, dùng quạt điện mà không lo điện yếu, nhất là trong mùa nắng nóng. Vẫn còn một số nơi trụ điện, dây điện cần được thay mới và bổ sung thêm. Điện lực Bình Sơn sẽ tiếp tục hoàn thiện dần. Trong năm 2024 thì ngành điện cũng đang triển khai có các công trình trên đầu tư trên huyện thì đã triển khai ở xã Bình Chương, xã Bình Minh, xã Bình Trung và xã Bình An. Thì các xã này là hiện đang triển khai đầu máng kéo dài và chưa đóng điện nhưng mà đã đầu máng kéo dài, thì cuối năm nay sẽ đưa vào sử dụng.
Thì năm nay cũng ngành điện cũng đầu tư hai dự án lớn khoảng tầm khoảng gần 30 tỷ trên địa bàn huyện. Thì cũng một nhằm mục đích là mở rộng lưới điện, nâng cao chất lượng nguồn điện và cơ bản nhất là đảm bảo an toàn cho bà con. Hiện nay 100% hộ dân trên địa bàn 22 xã của huyện Bình Sơn đã mua điện trực tiếp từ điện lực theo đúng giá quy định của nhà nước, không phải mua giá cao qua các tổ chức trung gian như trước đây. Những năm tiếp theo, Điện lực Bình Sơn sẽ tiếp tục mở rộng lưới điện, cải tạo lưới điện, hạ áp nông thôn để đồng bộ hạ tầng lưới điện. Việc đầu tư nâng cấp xây dựng mới hệ thống lưới điện nông thôn là một điều kiện cần thiết để phát triển đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế ở nông thôn. Năng lượng mặt trời không chỉ là giải pháp xanh cho tương lai mà còn là cầu nối vững chắc giữa quá khứ và hiện tại. Dự án năng lượng tái tạo đang diễn ra ở Croatia và Serbia không chỉ mang lại sự tiết kiệm đáng kể trong chi phí năng lượng mà còn hàn gắn mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù. Từ việc lắp đặt hệ thống pin mặt trời ở trường mẫu giáo cho đến việc nâng cấp chiếu sáng đường phố, sáng kiến này đang tạo ra những thay đổi tích cực, thể hiện sức mạnh của hợp tác quốc tế trong việc xây dựng một tương lai bền vững. Trường mẫu giáo thành phố Belice, Croatia đang mong chờ được trải qua mùa đông trong sự ấm áp. Ngôi trường này đã được sưởi ấm trong vài tháng nay nhờ các tấm pin mặt trời được lắp đặt trong khuôn khổ dự án năng lượng tái tạo, được hỗ trợ bởi chương trình gắn kết của Liên minh châu Âu, mục tiêu là tiết kiệm năng lượng. Đã một năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu sử dụng những tấm pin mặt trời này, chúng tôi đã ghi lại mức tiêu thụ điện và nước kể từ tháng Giêng. Hóa đơn hàng tháng cho thấy chúng tôi đã tiết kiệm được khá nhiều tiền điện, tiền khí đốt và tiền nước. Tổng cộng có 5 trạm năng lượng mặt trời ở Belice và 1 trạm ở thành phố Goriani kế bên. Tất cả đều nằm trên các tòa nhà công cộng. Chúng sản xuất 200.000 kW năng lượng tái tạo mỗi năm. Thành phố Novi Sad ở Serbia cũng đang tham gia chương trình năng lượng sạch này. Dự án cũng nhằm mục đích hàn gắn hai nước cựu thù Croatia và Serbia lại với nhau. Ba thành phố chia sẻ dữ liệu về mức tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng của họ. Cho dù đó là lĩnh vực năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường hay là phát triển du lịch, thì đều có những điểm chung. Và tôi nghĩ rằng chương trình hợp tác xuyên biên giới này đang cho phép chúng tôi tìm ra những chủ đề chung mà từ đó chúng tôi có thể xây những cây cầu để hướng tới tương lai. Tổng ngân sách cho dự án chỉ hơn 1 triệu euro, trong đó 858.000 euro đến từ chương trình gắn kết của EU. Kết quả là tiết kiệm được hơn 60% điện năng. Cách đó 2 giờ về phía đông ở Novi Sad, dự án đã giúp nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường phố, giúp nó hoạt động hiệu quả hơn. Hóa đơn tiền điện của thành phố đã giảm 80%, một phần nhờ vào hệ thống đèn đường hiện được cung cấp năng lượng từ các tấm pin mặt trời. Thành phố Novi Sad đã lắp đặt hàng trăm đèn đường tiết kiệm năng lượng ở nhiều khu vực khác nhau, ở thành phố và ngoài ô, những nơi không được chiếu sáng bởi mạng lưới điện âm. Dự án này lấy cảm hứng từ những gì đã được thực hiện ở các thành phố châu Âu khác như Gosen và Graz của Áo. Đèn đường được trang bị cảm biến, chúng sẽ sáng lên ngay khi có người đến gần và tắt khi có người đó rời đi. Gác lại quá khứ đau thương, Croatia và Serbia giờ đây đang hướng tới một tương lai thịnh vượng và hòa bình. Chính những dự án hợp tác về năng lượng mặt trời như quý vị vừa xem trong phóng sự vừa rồi đã giúp chính quyền và người dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Và đến đây thì chương trình Năng lượng xanh tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.